Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trưa ngày 16 tháng 9, thông tin với BLO, ông Nguyễn Đình Năm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao cho biết, trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn vừa phát hiện một thi thể. Thi thể nam giới này được phát hiện trên sông Hồng, đoạn qua khu 10 khoảng 11 giờ trưa nay. Việc xác minh nhân thân của nạn nhân sẽ được tiến hành trong chiều nay. Ông Năm cho biết, như vậy đến thời điểm này, đây là thi thể thứ hai nổi trên sông Hồng trong 3 ngày qua, cùng về phía hạ lưu. Rất có thể đây là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu xảy ra hôm ngày 9 tháng 9. Và cuối buổi chiều ngày 14 tháng 9, thi thể nữ được phát hiện trên sông Hồng đoạn qua xã Vĩnh Lại. Quá trình nhận diện nhân thân, xác minh sau đó xác định, thi thể nữ này là bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1976, ngụ xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Bà H là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong số 8 người mất tích mà công an Phú Thọ đã thông báo tìm kiếm trước đó. Đến sáng ngày 16 tháng 9, việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tỉnh Phú Thọ tiến hành khẩn trương. Trước đó, từ đêm ngày 15, địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to nhiều nơi. Ngày 9 tháng 9 xảy ra vụ sập cầu Phong Châu do lũ trên sông Thao, sông Hồng lên rất cao, chảy xiết dẫn đến cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hủ sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện rơi xuống cầu, trong đó có một xe ô tô tải, hai xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, một xe máy, 8 người mất tích. Việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu được tiến hành từ ngày 14 tháng 9 và đến nay vẫn đang được tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành. Trong số 8 người mất tích, lực lượng chức năng đã tìm được một người vào chiều ngày 14 tháng 9. Đó là bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1976, ngụ xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Bà H được tìm thấy trên sông Hồng, đoạn qua xã Vĩnh Lai, huyện Lâm Thao, cách cầu Phong Châu khoảng 10 km. Hôm qua, ngày 15 tháng 9, lực lượng tìm kiếm tiếp cận một xe đầu kéo mắc kẹt dưới sông, nhưng không phát hiện người trong cabin. Sáng nay, ngày 16 tháng 9, việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tiếp tục với những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng trong điều kiện trời mưa to. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, Nguyễn Mạnh Hùng, từ đêm ngày 15 tháng 9, tại Phú Thọ có mưa to nhiều nơi, mưa kéo dài đến sáng nay. Trời mưa gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn sẵn sàng tìm kiếm các nạn nhân. Ông Hùng cho biết thêm, mực nước sông hôm nay rút chậm hơn mấy hôm trước, song các lực lượng vẫn sẵn sàng tìm kiếm các nạn nhân. Cũng theo lãnh đạo huyện Tam Nông, một công tác khác cũng được thực hiện song song với tìm kiếm nạn nhân là chuẩn bị phương án để lắp cầu phao, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Việc lắp cầu phao do Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh thực hiện. Nước sông Hồng từ ngày 14 tháng 9 đã rút nhưng dòng chảy vẫn còn mạnh, gây khó khăn cho các lực lượng chuyển khai phương tiện, lắp đặt cầu. Trong khoảng thời gian này, các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 vẫn tích cực thay ca ngày đêm để vận chuyển vật liệu xây dựng bến, vượt nhanh nhất để bắt cầu phao khi có đủ điều kiện. Chiều ngày 15 tháng 9, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 chuẩn bị đường dẫn phục vụ công tác lắp cầu phao tại bến phà xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Cầu phao được lắp đặt dự kiến dài khoảng 300m, hai bên đầu cầu có đường dẫn đủ rộng để phục vụ lưu thông hai chiều. Nếu các điều kiện thuận lợi, cầu phao sẽ được lắp trong vài ngày tới. Người nhái một thân phòng lũ sông Hồng cuốn trôi, tiếp cận xe tải dưới chân cầu Phong Châu. Sáng ngày 15 tháng 9, tình hình cứu hộ vụ sập cầu Phong Châu tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục diễn ra khẩn trương. Theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, lực lượng thợ lặn của Công an tỉnh Phú Thọ đã được điều động xuống sông Hồng để xác minh và tìm kiếm các nạn nhân cùng phương tiện ô tô, xe máy bị mắc kẹt dưới lòng sông. Đại tá Nguyễn Đình Cương nhận định, có khả năng các thi thể có thể đang mắc kẹt trong các phương tiện bị rơi xuống sông. Do đó, lực lượng chức năng đã huy động các phà có cần cẩu và các phương tiện xây dựng khác để trục vớt các ô tô trọng tải lớn đang chìm dưới nước. Tại hiện trường, tình hình đã có sự cải thiện đáng kể. Vào sáng 15 tháng 9, nước sông Hồng đã rút nhiều và phần đuôi của chiếc xe tải bị kiểm soát 19R01111 đã lộ rõ. Đây là chiếc xe tải đã gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9. Các lực lượng chức năng bao gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Lữ đoàn Công binh 543 và Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai thiết bị nghiệp vụ và thợ lặn để thực hiện việc trục vớt các phương tiện bị chìm.
Hiện tại các thợ lặn đã tiếp cận được vị trí chiếc xe tải bị mắc kẹt tại nhịp cầu Phong Châu gãy, trôi dạt sát ven sông Hồng thuộc khu 22, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông thông báo rằng, để tiến hành trục vớt, lực lượng chức năng đã phải dọn dẹp rác thải và cây cối đang bị cuốn vào nhịp cầu. Đến nay, công tác dọn dẹp đã hoàn tất và các đơn vị tìm kiếm đang tính toán phương án trục vớt nhịp cầu và các phương tiện bị chìm. Về vấn đề giao thông, Đại tá Nguyễn Đình Cư cho biết, khi lưu tốc dòng chảy và độ sâu lòng sông cho phép, quân đội sẽ lắp cầu phao để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển tạm thời. Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được triển khai khẩn trương. Hiện còn 7 người mất tích sau vụ sập cầu, trong khi một trong số các nạn nhân mất tích, Nguyễn Thị Hát, đã được tìm thấy vào chiều hôm qua. Các thợ lặn và người nhái đang tiếp cận chiếc xe tải chìm sâu dưới nước với hy vọng tìm ra nạn nhân mắc kẹt bên trong. Đại tá Nguyễn Đình Cư cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng hoạt động 24/7 để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ cứu hộ và cứu nạn. Quy trình trục vớt và xác định danh tính các nạn nhân được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo phục vụ công tác điều tra và bảo đảm an ninh, an toàn. Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, do nước sông dâng cao và chảy xiết, cầu Phong Châu tại km 18+300 quốc lộ 32C nối liền hai huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Sự cố đã cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc huyện Tam Nông. Theo thông tin sơ bộ, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, bao gồm một xe tải, hai xe đầu kéo, 6 xe máy và một xe máy điện. Đã có 8 người mất tích, hiện vẫn còn 7 người mất tích và 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Báo cáo nhanh ban đầu cho biết có tổng cộng 5 người bị thương trong vụ việc. Người dân mong ngóng có cầu mới thay thế cầu Phong Châu bị sập. Kể từ khi cầu Phong Châu sập, việc di chuyển của người dân giữa các huyện Tam Nông, Thanh Thủy và huyện Lâm Thao, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã trở nên hết sức khó khăn. Trước đây, cầu Phong Châu là tuyến đường quan trọng, rút ngắn khoảng cách giữa huyện Tam Nông và thành phố Việt Trì xuống chỉ còn khoảng 15 km. Tuy nhiên, sự cố sập cầu đã khiến người dân phải lựa chọn tuyến đường vòng qua cầu Ngọc Tháp với quãng đường dài lên đến 35 km, gây ra sự bất tiện đáng kể cho việc đi lại hàng ngày. Nhu cầu về một cây cầu mới thay thế cầu Phong Châu đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhiều người dân hiện đang kêu gọi các cơ quan chức năng sớm triển khai xây dựng cầu mới để cải thiện điều kiện di chuyển và giảm bớt gánh nặng giao thông. Anh Nguyễn Công Quyền, 33 tuổi, trú tại xã Hương Nộm, huyện Tam Nông, là một trong những người cảm nhận rõ rệt sự thay đổi này. Anh Quyền làm việc tại khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì. Trước khi cầu Phong Châu bị sập, quãng đường từ nhà anh đến nơi làm việc chỉ khoảng 15 km. Tuy nhiên, sau sự cố sập cầu, anh phải di chuyển hơn 30 km qua cầu Ngọc Tháp để đến nơi làm việc. Anh chia sẻ, việc di chuyển ngày càng trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian hơn. Tôi rất mong ngóng một cây cầu mới được xây dựng để giảm bớt sự vất vả trong việc đi lại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.